Tài xế trong vụ 39 thi thể trong container bị cáo buộc nằm trong đường dây buôn người vào Anh toàn cầu, ra tòa với gương mặt vô cảm. Sau khi gọi điện thông báo cho cảnh sát về việc 39 thi thể trong container khi đang đổ xe tại khu công nghiệp Atelier, hạt Essex, Anh, tài xế Mo Robinson, 25 tuổi, đã bị bắt ngay tại chỗ vì nghi có liên quan đến cái chết của các nạn nhân kia. Vào chiều ngày 28 tháng 10, giờ địa phương, hắn đã có mặt tại phiên tòa xét xử đầu tiên ở London. Tại đây, tòa án tin rằng Mo nằm trong đường dây vận chuyển người bất hợp pháp vào Anh có quy mô toàn cầu trong suốt 10 tháng vừa qua, tức từ tháng 12 năm 2018. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hắn bị bắt với hàng loạt cáo buộc bao gồm 39 tội ngộ sát, 2 tội buôn người và 1 tội rửa tiền. Gã tài xế xuất hiện tại tòa với gương mặt vô cảm, không bày tỏ bất cứ cảm xúc nào khi thẩm phán lần lượt nêu ra các cáo buộc. Đến thời điểm hiện tại, Mo không thừa nhận bất cứ cáo buộc nào. Đồng thời, luật sư của hắn cũng không nộp đơn xin bảo lãnh và có thể bị giam đến ngày 25 tháng 11. Ngoài Mo, cảnh sát tiến hành bắt giữ 4 nghi phạm khác, cũng đến từ Bắc Ireland. Trong đó, người đàn ông 40 tuổi và cặp vợ chồng Mahe đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Hiện tại, cảnh sát Anh đang nỗ lực làm rõ danh tính của 39 người được tìm thấy trong container và quá trình này dự kiến kéo dài 1 tuần. Nguồn: Daily Mail. Theo Ima cho Helena.